Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh đã bao trùm khắp Bắc Bộ, nên nền nhiệt ngày hôm nay trên khu vực đã giảm rất sâu, đều dưới 14 độ. Ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ chỉ còn dưới 12 độ. Điều đáng lưu ý là khối không khí lạnh mạnh vẫn đang duy trì cường độ rất mạnh, nên chiều tối nay ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì tình trạng rét đậm, có nơi rét hại, với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao xấp xỉ 0 độ, có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Từ ngày mai 29 tháng 12, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, rét đậm rét hại chỉ còn xảy ra tại vùng núi, nên cảm giác rét buốt về tối và đêm. Lui xuống khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Trung Bộ sẽ tiếp tục mưa trên diện rộng. Dự báo từ chiều tối nay đến sáng mai, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Về mức nhiệt trong ngày hôm nay ở miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh có nhiệt độ thấp hơn cả, chỉ từ 16 đến 18 độ, trời vẫn còn rét đậm. Còn các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế duy trì mức nhiệt từ 19 đến 21 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi cũng nằm trong tình trạng trời rét, khi nhiệt độ hạ xuống chỉ còn từ 22 đến 24 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn một chút, từ 25 đến 28 độ. Đến với các tỉnh thành phía Nam, hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là thời tiết ổn định nhất của cả nước. Về chiều tối và đêm nay, cả hai khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất về đêm ở khu vực Tây Nguyên từ 17 đến 20 độ, ở Nam Bộ từ 22 đến 25 độ. Ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên dao động từ 24 đến 27 độ, còn ở Nam Bộ từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, hiện nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay sang đến ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét.